có những bàn chân rất âm thầm. Đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng, cô đơn thiếu vắng. Đi trong bịt mùng, trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Okay, begin lesson 2. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học số 2 ạ. Which is on the Holy Spirit and mission. Chủ đề của bài học số 2 là Đức Thánh Linh và truyền giáo. Well, if we want to be successful in doing missions. Nếu như chúng ta muốn thành công trong vấn đề làm sứ mạng truyền giáo, then we need to learn how to rely upon the Holy Spirit. Thì chúng ta cần phải học cách làm thế nào để nương dựa vào Chúa Thánh Linh. If we do things on our own strength, nếu chúng ta làm mọi thứ sự theo sức riêng của mình, we may or may not succeed. Chúng ta có thể đã không thể đã thành công. But even if we succeed, it will only be for a short while. Nhưng mà thậm chí nếu mà dựa vào sức riêng của chúng ta thành công thì nó cũng sẽ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi. But if we are dependent on the Holy Spirit, nhưng nếu chúng ta nương dựa vào Chúa Thánh Linh, then a lot of things can be done. Thì có rất nhiều điều có thể sẽ được hoàn tất, được làm tròn. Amen. Amen. Okay. Obviously, we can cover a lot of things on the Holy Spirit. Tất nhiên chúng ta có thể nói rất nhiều điều về Chúa Thánh Linh. But for this lesson, I want to focus only on two things. Nhưng mà trong bài học ngày hôm nay, tôi chỉ muốn tập trung vào hai điều chính về Chúa Thánh Linh. One is on where we should go. Đầu tiên đó là về việc chúng ta nên đi đến đâu. And the second is our own ministry. Và cái chủ đề thứ hai về Thánh Linh ở đây đó là về cái chức vụ riêng của chúng ta. What happens when we rely on the Holy Spirit in our ministry? Điều gì sẽ diễn ra khi mà chúng ta nương dựa vào Đức Thánh Linh, khi mà chúng ta làm công tác chức vụ cho mình? So let's begin with where we should do ministry. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc là chúng ta nên bắt đầu cái công tác chức vụ của mình ở đâu. When we talk about where we should do, khi mà chúng ta nói về việc chúng ta nên làm cái gì ở đâu, it should not depend on where we like to go. Thì cái việc mà chúng ta nên truyền giáo là công tác chức vụ đó, nó tùy thuộc vào việc chúng ta muốn làm ở đâu. If it is left to us, we will choose one that is easy to do. Dạ. Bởi vì nếu như mà cái việc mà chúng ta sẽ làm cái sứ mạng truyền giáo đó tùy thuộc vào chúng ta, thì chúng ta thường lựa chọn cái nào dễ thôi. Now many Singaporeans have been called to Africa. Có rất nhiều những người Singapore được Chúa kêu gọi để truyền giáo ở tại châu Phi. And you know, Africa is not exactly the most welcoming place. Yeah, và chúng ta biết rằng châu Phi thì không nhất thiết là cái nơi mà nói chung là chào đón người khác lắm đâu. One of my friends who was a top student in the university. Một trong những người bạn của tôi, ông ấy đã từng là một trong những sinh viên giỏi nhất ở trong trường. She was called to go into Africa. Và cô được kêu gọi để đến tại châu Phi. So her father objected. Và cha của cô thì từ chối, không có chấp nhận cái quan điểm đó. Why you want to go to Africa? Và hỏi con gái mình là sao con lại muốn đi đến châu Phi chứ? You know, there's so many other places you can go to. Có rất nhiều chỗ con có thể đến mà. But she told her father. Nhưng mà con gái này nói với người cha. First of all, this is the place that God called me to. Đầu tiên đây là nơi mà Chúa kêu gọi con đến. Secondly, you know, you've been teaching me. Rồi điều thứ hai, ba thấy là ba luôn dạy dỗ con. Her father is a pastor. Ba của bạn của tôi là một mục sư. So he's been telling the congregation about missions. Dạ, cho nên ông thường chia sẻ với hội thánh về cái sứ mạng truyền giáo. So you've been telling them how come you are not allowing me to go. Dạ, vì cho nên bây giờ cô bạn của tôi nói với ba của cô là,
cha ba hay giảng như vậy trên hội thánh mà giờ ba không cho con đi hả? So she, the father reluctantly released. Cho nên cuối cùng thì người cha vô cùng lưỡng lự cũng phải cho phép con gái mình đi. And she's been a missionary in Africa for many many years. Và cuối cùng thì cái người bạn của tôi, cô ấy đã là một giáo sĩ ở tại châu Phi trong suốt nhiều năm. I'll tell you one of our stories later on. Yeah, tôi sẽ chia sẻ với các bạn một trong những câu chuyện của cô sau. But where should we go? Nhưng mà chúng ta nên đi đến đâu? Bible says that the Apostle Paul wanted to go to the east. Yeah. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sứ đồ Phaolô lúc đó muốn đi về phía đông. But the Holy Spirit did not permit him. Nhưng mà Chúa Thánh Linh thì không cho phép Phaolô đi theo hướng đó. So let's look at Acts chapter 16. Chúng ta hãy xem ở trong Công vụ đoạn 16. Verse 6 to 10. Câu số 6 cho đến câu số 10. Acts 16, 6 to 10. Công vụ đoạn 16 từ câu số 6 cho đến câu số 10. Họ đi qua các miền Phi-ri-ki và Galati vì Đức Thánh Linh đang trở họ truyền đạo tại Asia cho đến gần Mysia. Họ cố gắng vào xứ Bithyni nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời không cho phép nên họ đi ngang qua Mysia và xuống Troa. Ban đêm Phao-lô thấy một khải tượng, có một người Macedonia đứng trước mặt mình nài xin rằng: xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi. Khi Phao-lô thấy khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia và kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi ra truyền tin lành ở đó. So in the Bible we find this example. Cho nên ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy cái ví dụ này. The Apostle Paul wanted to go eastwards towards Asia. Sứ đồ Phao-lô muốn đi về hướng đông để đi về phía Tiểu Á. But the Holy Spirit did not permit him. Nhưng mà Chúa Thánh Linh đã không cho phép. And every time he tried to go somewhere, the Holy Spirit says no, no, no. Cho nên bất cứ khi nào mà Phao-lô muốn đi một nơi đâu đó, thì Chúa Thánh Linh lại nói không, không, không. And finally, he had a dream. Cho đến cuối cùng khi mà Phao-lô có một cái giấc mơ. And in this dream, he saw someone inviting him to come to Macedonia. Thì trong giấc mơ này, Phao-lô thấy có một người hiện ra và mời ông đến tại xứ Macedon. And so depending on how God speaks to you. Cho nên việc này nó cũng sẽ tùy thuộc vào việc mà Chúa phán với chúng ta như thế nào. Sometimes God speaks to you in a dream. Đôi lúc Chúa phán với chúng ta trong giấc mơ. Sometimes you hear an inner voice speaking to you. Đôi lúc chúng ta nghe giống như mà có một tiếng nói từ bên trong thuyết phục tấm lòng của mình. Sometimes it's the leader of the church to come and speak to you. Đôi lúc có những người lãnh đạo trong hội thánh sẽ đến và nói với chúng ta. Maybe even a prophet. Hay là thậm chí một tiên tri Chúa gửi đến. So whatever way God speaks to you. Cho nên bất kể Chúa dùng cái phương cách nào để nói với chúng ta. As the Holy Spirit leads. Thì chúng ta thấy như Đức Thánh Linh Ngài đang dẫn dắt. We go into that area. Thì chúng ta sẽ đi đến cái nơi mà hướng dẫn chúng ta. Whether it's difficult or not, we still go. Yeah. Dù cái nơi đó nó sẽ là khó khăn hay là dễ dàng, thì chúng ta vẫn phải đi. Sometimes we go because the people are similar to us. Đôi lúc chúng ta đi đến một nơi nào đó bởi vì người dân ở tại đó họ rất là tương đồng với chúng ta. And it's easy to reach out to them. Và chúng ta thấy dễ dàng để có thể truyền đạo cho họ. Even though they may come from a different tribe. Có thể là họ đến từ một cái sắc tộc khác. So I understand among the Hmong there are many different kinds of Hmong. Ví dụ như tôi hiểu giữa các anh em Hmong của mình thì có rất nhiều những cái nhánh nhỏ khác nhau của dân tộc Hmong. So one Hmong to speak to a different kind of Hmong still easy. Cho nên là ví dụ như một nhóm Hmong này Hmong đen có thể nói truyền giáo cho Hmong trắng là Hmong hoa gì đó. But perhaps Hmong speak to a different people group. Nhưng mà có thể là để cho một cái nhóm người sắc tộc Hmong mà nói với một cái sắc tộc khác. Maybe a bit more difficult. Thì có thể là sẽ khó hơn. But whatever it is, when God calls, we go. Nhưng mà bất cứ cái sự kêu gọi là gì, một khi Chúa kêu gọi thì chúng ta phải đi. So in the history of missions. Vậy nên ở trong cái lịch sử về công tác truyền giáo. We find many many times. Chúng ta sẽ nhận thấy rất rất nhiều lần. Like the Apostle Paul. Cũng giống như trường hợp sứ đồ Phao-lô. These people wanted to go to a particular place. Có những người mà họ muốn đi đến một cái nơi nào đó. But the Lord says no. Nhưng mà Chúa nói là không. The Lord leads them somewhere else. Chúa lại dẫn dắt họ đi đến một cái nơi hoàn toàn khác. So I gave you some example there. Cho nên ở trong bài học thì tôi có cho các bạn một số cái ví dụ. People who wanted to go to a particular place. Chúng ta thấy là có những cái người họ muốn đi làm sứ mạng truyền giáo ở một cái nơi nào đó.
But God says no. Nhưng mà Chúa nói không. You know, sometimes we feel an urge to go to a certain country. Các bạn biết không, đôi lúc chúng ta cảm nhận mình có một cái sự thúc giục ở trong đó, là mình muốn đi đến một cái quốc gia nào đó. But the doors are closed. Nhưng mà cánh cửa nó cứ luôn đóng chặt. And so doesn't mean that when the doors are closed. Thì điều này không có nghĩa là một khi cánh cửa nó đóng chặt. We don't consider going back to that place. Thì chúng ta lại nghĩ rằng, ôi, nó đóng chặt rồi cho nên mình không nghĩ tới chuyện mình sẽ tới đến nơi đó mà. So there were many opportunities for us, for my church to go into Myanmar. Yeah. Ví dụ giống như là ở tại hội thánh của chúng tôi có rất nhiều cơ hội để đi đến tại quốc gia Myanmar. You know, in Myanmar, the door open shut many times. Yeah. Chúng ta biết ở tại Myanmar thì cánh cửa lại nơi đó mở đóng rất là thường xuyên. So when I went to Myanmar, it was about the same time I came to Vietnam. Yeah. Cho nên khi mà tôi đến Myanmar lần đầu tiên thì cũng cùng với cái thời gian mà tôi đến ở tại Việt Nam. And the doors were open then. Lúc bấy giờ thì quốc gia đó khá mở cửa. And after a while, the doors closed. Nhưng mà sau đó một thời gian vì lý do này nọ cho nên là họ lại đóng cửa với bên ngoài. And then the doors opened again. Sau đó quốc gia đó lại mở cửa lại. And we went back. Thế là chúng tôi quay trở lại. The doors closed because our partner Myanmar was arrested. Yeah. Nhưng mà sau đó thì cánh cửa lại đóng bởi vì cái đối tác của chúng tôi ở tại Myanmar đã bị bắt. But he ran away. Và bởi vậy cho nên ông phải chạy trốn. And ended up in Australia. Và bây giờ thì ông đang ở tại Úc. But after that, we managed to find other partners. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi cũng đã tìm thấy một cái người đối tác khác. And we continued to work there. Và chúng tôi tiếp tục cái công việc truyền giáo ở tại Myanmar. Then came the military coup. Và sau đó có cái cuộc đảo chính quân sự. And because of the military coup, it was dangerous to go back there. Và bởi vì có cái đảo chính quân sự diễn ra vài năm trước đó, cho nên muốn quay trở lại Myanmar bây giờ rất là nguy hiểm. So now we do digital mission. Cho nên bây giờ chúng tôi làm cái sứ mạng truyền giáo ở trên bằng điện tử. So we cannot go, but we can still talk on the dạ. Thì bây giờ chúng tôi không thể trực tiếp đến đó, nhưng mà chúng tôi vẫn có thể hướng dẫn họ qua internet. So God may close this door. Cho nên Chúa ngài có thể đóng cánh cửa này. But may leave the other door open. Nhưng mà ngài có thể sẽ mở cánh cửa khác cho chúng ta. Amen. Amen. So we don't give up because we face difficulties. Cho nên chúng ta đừng từ bỏ nếu chúng ta đối diện với sự khó khăn. We just continue to do whatever God calls us to. Chúng ta hãy tiếp tục làm những gì mà Chúa kêu gọi chúng ta làm. Amen. Amen. And for some of you. Và với một vài người trong chúng ta ở đây. Perhaps God may call you even beyond Vietnam and Cambodia. Có thể Chúa ngài kêu gọi chúng ta còn vượt qua ngoài lãnh thổ Việt Nam nữa. Tôi không biết. Maybe you are called to go to Laos. Có thể Chúa kêu gọi các bạn đến Laos. You know, Laos, I'm sure the language is quite different. Tôi nghĩ rằng ở Lào thì ngôn ngữ của họ rất khác mình, đúng không ạ? It's more similar to the Thai language. Yeah. Tiếng Lào thì nó giống giống tiếng Thái hơn. So actually from Thailand to go to Laos is much easier. Cho nên thật ra mà để truyền giáo từ Thái Lan sang Lào thì sẽ dễ hơn nhiều. But you know God never makes it easy. Nhưng mà chúng ta biết là Chúa không bao giờ giống như là làm cái gì cũng khiến cho nó thật dễ dàng cho chúng ta đâu. You know, everything is easy. Các bạn biết không, mọi thứ dễ dàng. We will never learn to rely on God. Nếu mọi thứ dễ dàng, chúng ta sẽ không bao giờ học cách nương dựa vào nơi Chúa hết á. So don't complain if you face difficulties. Cho nên xin đừng có than phiền nếu như chúng ta đối diện với những khó khăn. Because that becomes the learning experience. Bởi vì những cái khó khăn đó nó sẽ trở thành những cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm mà chúng ta học tập. On how God works in our life. Về việc làm thế nào, cái cách mà Chúa vận hành ở trong cuộc đời của chúng ta. And we begin to see that it is not our own effort. Và chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy rằng, à, tất cả những gì chúng ta làm được nó không phải là nhờ sức riêng của mình. But working hand in hand with God. Nhưng mà bền là bằng cách làm việc tay trong tay cùng làm với Chúa. We are able to achieve whatever God calls us to. Như vậy chúng ta mới có thể đạt được những gì mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta làm. Amen. Amen. So now I want to look at our ministry. Bây giờ tôi sẽ muốn chúng ta xem Đức Thánh Linh và cái chức vụ của chúng ta. The
again ministry with many areas that you can look at. Yeah. Tất nhiên khi nói về cái chức vụ của chúng ta có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta có thể quan sát ở đây. I want to look just at this four. Nhưng mà tôi sẽ muốn chúng ta sẽ tập trung vào bốn điều này thôi. Before that, let's turn to Hebrews chapter 6. Yeah. Trước đó chúng ta hãy cùng nhau đọc trong Hebrew đoạn 6 ạ. Hebrews chapter 6, verse 4 and 5. Hebrew đoạn 6, câu 4, câu 5. Hebrew đoạn 6, câu 4, câu 5. Vì như những kẻ đã được soi sáng một lần để nếm sự ban cho từ trên trời, dự vọng về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành của Chúa Trời và quyền phép của đời sau, nếm lại vấp ngã thì không thể khiến họ ăn năn nữa, vì họ đã đóng đinh. Vì họ đã đóng đinh. Now this particular two verses speaking in context of people falling away. Yeah. Chúng ta thấy hai câu kinh thánh này nói đặc biệt ở trong cái bối cảnh là có những cái người đã tin Chúa nhưng mà họ đã sa ngã. And they're falling away despite whatever they have experienced. Và họ sa ngã mặc dù họ đã có những cái trải nghiệm rất nhiều. And what is it that they have experienced? Và gồm trong những cái trải nghiệm họ có ở đây là gì ạ? The Bible here says that they have been partakers of the Holy Spirit. Đó là họ đã dự phần về Đức Thánh Linh. So the Holy Spirit has given them something. Cho nên điều này có nghĩa là Đức Thánh Linh đã cho họ một vài điều gì đó. Verse 5 says, và câu số 5 nói, they have tasted the powers of the age to come. Đó là họ đã nếm trải được quyền phép của đời sau. In other words, it is something that is supernatural. Nói cách khác có nghĩa là những con người này họ đã nếm trải, họ đã kinh nghiệm được một cái điều gì đó siêu nhiên. When we talk about age to come, khi mà chúng ta nói về cái đời sau hay là thời kỳ hậu đến, we're talking about a time when God is in control. Chúng ta đang nói về cái thời kỳ mà Đức Chúa Trời là đấng đang kiểm soát. You and I, các bạn và tôi, we are walking in the power of the supernatural. Chúng ta làm việc, chúng ta bước đi ở trong quyền phép siêu nhiên đó. And so in our ministry. Và đang trong công tác chức vụ của chúng ta. As we depend on the Holy Spirit. Đang khi chúng ta nương dựa vào Đức Thánh Linh. There are few things that will happen. Thì có một vài điều sẽ diễn ra. So when I talk about these four areas. Cho nên khi mà tôi nói về bốn cái lĩnh vực này. I'm talking about how the supernatural will come to impact us. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn làm thế nào để cái quyền phép siêu nhiên này nó đến và nó ảnh hưởng tác động đến cái chức vụ của chúng ta. So the first area we talk about is healing. Cho nên lĩnh vực đầu tiên chúng ta sẽ xem ở đây đấy là sự chữa lành. So in Acts chapter 9. Ở trong câu 1 đoạn 9. There's a story of Peter. Thì trong câu chuyện này nói về sứ đồ Peter. Walking along and then he saw this bedridden man. Yeah. Thì ông đang bước đi một mình và ông thấy có một người bại liệt nằm trên giường. And the man cry out for help. Và cái người này đã kêu lớn lên để mà nhờ giúp đỡ. And of course, Peter thought he was asking for money. Và tất nhiên thì Peter thấy cái người ăn xin này đó thì nghĩ rằng là ông đang cần tiền. But all these people that were gathered at the pool of Siloam. Nhưng mà chúng ta thấy lúc bây giờ tất cả những cái người ăn xin, những người đau bệnh đó đang nhóm lại ở Al Siloam. They're not actually looking for money. Thật ra lúc đó họ không phải trong đời có tiền đâu. Because what we call a saying that at certain time the one angel will appear at this school. Bởi vì những người mà nằm ở tại đó thì họ có giống như cái lời đồn rằng á, trong ngày sẽ có một cái giờ phút nào đó mà sẽ có một thiên sứ của Chúa sẽ đến ở tại trong cái ao đó. And the angel will stir the waters in this pool. Và thiên sứ sẽ khuấy động cái nước ở trong hồ. And the first person to get into the pool. Và thế cái người nào mà nhảy vào cái hồ đầu tiên khi mà thiên sứ khói động nước thì cái người đó sẽ được chữa lành. So that actually the man is asking for help. Cho nên thật ra những cái người này đang cần cái sự giúp đỡ để mà chữa lành. To help him get into the pool. Là cái sự giúp đỡ là ai đó hãy khiêng cái mình cái người đang bị đau đó quăng vào ở trong cái hồ. Hoping to be healed.
để rồi họ mong rằng họ được chữa lành. Because he's bedridden. Nhưng mà bởi vì những người này đều bị đau ớn bại liệt rồi hết. Obviously, he's never going to be the first one into the pool. Cái người này ông bị bại liệt thì cho nên chắc chắn ông không thể nào là người đầu tiên có thể là nhảy xuống được cái vào trong cái hồ đó. But what did Peter tell him? Nhưng mà chúng ta thấy Peter nói gì với ông ạ? Silver and gold I have none. Vàng và bạc thì ta không có. Yeah, I have no money with me. À, tôi đâu có tiền đâu. But I have one thing. Nhưng mà tôi có một điều. And the Holy Spirit. Tôi có Chúa Thánh Linh. Amen. What do you need? Như vậy, chúng anh cần gì? You need healing, right? Anh cần sự chữa lành phải không? Okay, I pray for you and you're healed. Vậy thì tôi sẽ cầu nguyện cho anh để anh được chữa lành. And if you read the scriptures. Và nếu đang khi chúng ta đọc Kinh Thánh. This is not the only occasion where healing takes place. Thì chúng ta thấy là cái câu chuyện Phi-e-rơ này không phải là lần đầu tiên là hay là duy nhất nói về sự chữa lành. But this power is available to each and every one of us. Nhưng quyền phép về sự chữa lành này là dành sẵn cho mỗi một người tin. Now, obviously many of you here have been in ministry a long, long time. Tất nhiên là nhiều người trong chúng ta ngồi đây chúng ta đã hầu việc Chúa nhiều năm rồi. And I'm sure that you have prayed for people. Và tôi tin chắc là mọi người cũng đã cầu nguyện cho người khác. And see healing take place. Và nhìn thấy phép lạ của Chúa, sự chữa lành được diễn ra. Amen. Đúng không ạ? Amen. So I'm going to ask a question. Cho nên tôi muốn hỏi mọi người câu hỏi này. How many have not seen healing take place as you pray? Bao nhiêu người ở trong chúng ta ở đây chưa được thấy phép lạ chữa lành diễn ra? Chưa thấy nhỉ? Anybody here? Có ai trong chúng ta ở đây cầu nguyện cho người khác mà chưa có thấy phép lạ diễn ra không? So all have seen, right? Như vậy, không ai đưa tay lên thì có nghĩa là tất cả chúng ta đã cầu nguyện và thấy Chúa làm thi hành phép lạ chữa lành, đúng không ạ? Yeah, of course, some healing are simple healing. Simple. Simple healing. Dạ. Tất nhiên một vài cái sự chữa lành thì nó là cái sự chữa lành rất là đơn giản. Tôi giúp nào. Pray, okay, you. Cầu nguyện thế là được lành. But we're talking about something even more powerful than that. Dạ. Chúng ta đang nói về phép lạ chữa lành và một cái phép lạ nào đó mà nó rất là gọi là hoành tráng to lớn. Something that cannot be easily healed. Dạ. Một cái căn bệnh mà chúng ta thấy là không có dễ dàng gì mà để chữa lành được. Maybe people who cannot walk. Ví dụ như cái người mà bị liệt hay là đau chân gì đó không thể đi được. People who are blind. Hay là cái người bị mù. People who cannot hear. Hay là những người mà không thể nghe. Or maybe they are suffering from a sickness where they are about to die. Hay là những người mà đang bị bệnh mà gần chết luôn. When you experience this. Khi chúng ta trải nghiệm những cái sự chữa lành như thế này. Then it's going to impact your ministry totally. Thì những cái phép lạ đó nó sẽ tác động ảnh hưởng đến cái công tác chức vụ của chúng ta rất là lớn. Amen. Amen. Now, obviously, as I said, many of you are in ministry many, many years. Và tất nhiên nhiều người trong chúng ta giống như tôi đã nói rằng mình đã học về Chúa nhiều năm rồi. But you know, it's not sufficient for you just to do it. Yeah, just for you to do it. Yeah, nhưng mà cái việc mà chúng ta làm cái công tác cầu nguyện chữa lành đó không thôi cũng chưa đủ. Obviously you have the faith to do it. Tất nhiên chúng ta có đức tin để chúng ta cầu nguyện cho người ta. You pray, you are expecting something to happen. Thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta trông đợi một điều gì đó diễn ra. But when we talk about our ministry. Nhưng mà khi mà mình nói về cái công tác chức vụ. It is part of the things that you do is to raise up other people. Thì một phần mà chúng ta làm đó là để khích để giấy người khác lên. So if you only you can do it. Cho nên nếu như chỉ có một mình chúng ta có thể cầu nguyện và thấy cái sự chữa lành thì. Then you will die with you, right? Thì mỗi của chúng ta chết cái món quà cái ân tứ đó là cũng chết ngậm với chúng ta. But if you raise up other people as well. Nhưng mà nếu chúng ta đào tạo chúng ta giấy người khác lên. Disciples of yours who are able to do the same thing. Môn đệ hóa những người khác để rồi họ có thể làm được những việc như chúng ta làm. Then you have a successful ministry. Thì như vậy chúng ta mới có được một công tác chức vụ thành công. Amen. 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 Because success does not depend only on yourself. Bởi vì chúng ta biết rằng cái sự thành công nó không thể nào chỉ phụ thuộc vào bản thân chúng ta mà thôi.
in order for the ministry to carry on. Nói cách khác để cái cho công tác chức vụ đó cứ tiếp tục diễn ra. Other people must be able to do the same thing as you. Thì những người khác cũng phải học cách, cũng phải biết được làm những điều mà chúng ta đã biết đã làm. Now of course, you cannot impart this gift to them. Tất nhiên chúng ta không thể chia phần cái ơn chữa lành này cho họ được. Only the Holy Spirit can. Chỉ có Chúa Thánh Linh mới là đấng mới có thể cho họ được cái ơn đó mà thôi. So what can you impart to them? Như vậy chúng ta có thể chia phần, chúng ta có thể ảnh hưởng được điều gì ở đây cho họ. You can impart faith to them. Chúng ta có thể chia phần đức tin của chúng ta cho họ. Because when they see you and they see that you have the faith to do it. Bởi vì khi mà những người mà chúng ta môn đệ hóa đó, họ nhìn thấy chúng ta, họ nhìn thấy chúng ta có đức tin để mà cầu nguyện chữa lành. Then other people will also believe. Thì những người khác họ cũng có thể, họ cũng biết rằng họ cũng có thể làm điều đó. Amen. Amen. Okay, so please remember this. Cho nên xin hãy nhớ điều này. As far as our ministry is concerned. Khi mà nói về chức vụ của chúng ta, we are never going to be successful. Thì chúng ta nên nhớ mình không bao giờ có thể thành công. Until we raise up people who can do the same things as us. Trừ khi nào chúng ta có thể chế lên những người khác là những người mà có thể làm những việc chúng ta đã làm. Don't be like what you see in the movie. Đừng có trở nên giống như những gì mà chúng ta hay xem ở trên phim ảnh thôi. You know all these Chinese kung fu movies. Yeah, mọi người hay coi mấy cái phim trưởng của Trung Quốc á. Master will teach the disciple everything except one. Thì thế nào mấy ông sư phụ cũng sẽ dạy cho các đồ đệ của mình tất cả các chiêu ngoại trừ một chiêu. Because if the disciple try to be funny. Bởi vì nếu như mà một ngày kia mà cái đồ đệ mà muốn giống như chế loạn lên với ông. He can use that one move to defeat the disciple. Thì ông sẽ còn lại một chiêu cuối cùng, thuyền chiêu đó để mà ông đánh thành đệ tử. We cannot be like that. Nhưng mà các bạn biết đó, chúng ta không có thể sống theo cách đó được. We must be able to teach our disciples everything. Chúng ta cần phải dạy cho những người mà mình môn đệ hóa mọi điều mà mình có. Most important thing. Và cái điều quan trọng nhất is that the disciple will be able to carry on. Đó là những người mà mình huấn luyện, những người mình môn đệ hóa đó, họ có thể tiếp tục. So for example like Reinhard Bonnke. Ví dụ giống như là ông Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke raised the disciple. Ông Reinhard Bonnke, ông cũng đã dấy lên những cái môn đệ mới. Now he has passed away. Bây giờ ông đã qua đời rồi. But the disciple has been powerfully carrying on the same ministry. Nhưng mà cái người môn đệ chính của ông đã trong quyền năng của Chúa một cách rất là mạnh mẽ và tiếp tục làm cái công tác chức vụ mà ông đã khởi xướng. Maybe not with the same level of anointing. Có thể là không có cùng cái mức độ sức dầu. But still he can do many things that Reinhard Bonnke was able to do. Nhưng mà cái người này môn đệ của ông còn có thể làm được rất nhiều điều mà Reinhard Bonnke đã làm. The same for all of us. Vậy nên tất cả chúng ta cũng vậy. You must have disciples who are able to do what you can do. Chúng ta cần phải có những cái người môn đồ là những người mà có thể làm những gì mà mình có thể làm được. Second thing I talk about is spiritual warfare. Điều thứ hai liên quan đến Đức Thánh Linh mà tôi muốn nói đến là chiến trận thuộc linh. The purpose of spiritual warfare is not to focus upon the devil. Yeah. Cái mục đích của chiến trận thuộc linh không phải là để tập chú vào ma quỷ. Is to focus upon God himself. Nhưng trận chiến thuộc linh là để chúng ta thấy rằng mình cần phải tập chú vào Đức Chúa Trời chính Ngài. You know, one day in America, this pastor will always open his service. Các bạn biết không, có một cái mục sư ở tại Mỹ, ông luôn mở đầu cái buổi nhóm. Binding all the evil spirits. Bằng cách là cột trói hết tất cả những cái tà linh. Before he begin his service. Trước khi mà ông bắt đầu cái buổi nhóm nha. And then he did this for quite a few months. Ông làm như vậy trong suốt một vài tháng. Then one day the Lord spoke to him. Nhưng mà một ngày kia Chúa nhắc ông. Stop doing this. Con ngừng làm cái việc đó lại đi. You're focusing the people's attention on the devil. Con đang khiến cho cả dân sự tập trung vào ma quỷ. You must focus, help them to focus upon me. Con phải dạy cho dân sự mình tập trung vào ta. Amen. Amen. Of course, we use whatever tools the Lord has given to us. Tất nhiên chúng ta sử dụng tất cả những cái phương tiện mà Chúa ngài ban cho chúng ta. But we must not try to create attention for the devil or
his underlings. Yeah. Nhưng mà điều chúng ta nhớ đó là chúng ta đừng có cố tạo nên một cái bầu không khí là tạo nên những cái điều mà để nó thu hút sự chú ý vào ngài và những gì mà ngài đang làm. But everything that we do is focused on God. Và hãy nhớ mọi điều chúng ta làm là nên tập chú vào Đức Chúa Trời. So we find here at the beginning of Jesus' ministry. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi mà Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ. Before Jesus began to minister. Trước khi mà Chúa Giêsu bắt đầu bước ra và thi hành chức vụ của mình. John the Baptist went around declaring. Thì chúng ta thấy John Baptist đã đi khắp mọi nơi và công bố. The kingdom of heaven is at hand. Rằng nước thiên đàng đã đến gần rồi. In other words, something's about to happen. Nói cách khác, có một điều gì đó tươi mới chuẩn bị diễn ra. And then something happened when Jesus came on the scene. Và cái điều tươi mới đó diễn ra khi mà Chúa Giêsu bước vào trong bức tranh, có nghĩa là Chúa Giêsu bắt đầu xuất hiện. Because everywhere Jesus went. Bởi vì bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi, the kingdom of God was present. Thì vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ. And then he told his disciples the same thing. Sau đó Chúa Giêsu ngài cũng dạy các môn đồ bằng điều tương tự. When you go out and preach the good news. Khi các ngươi đi ra và rao giảng tin mừng. These signs will follow you. Thì những dấu kỳ phép lạ này sẽ đi cập theo các ngươi. Tell everybody. Hãy nói cho tất cả mọi người biết. The kingdom of heaven is at hand. Rằng nước thiên đàng đã đến gần rồi. When the kingdom is at hand. Và khi mà nước thiên đàng đã đến gần rồi. All these signs will appear. Thì tất cả những cái dấu hiệu này sẽ được thể hiện ra. What are all these signs? Và tất cả những cái dấu hiệu này là gì? Well, these signs are the things that happen when we defeat the enemy. Những cái dấu hiệu này là cái điều sẽ diễn ra khi chúng ta đánh bại kẻ thù. So one of them is spiritual warfare. Cho nên một trong những cái dấu hiệu đó chính là những trận chiến thuộc linh. Why did Jesus come? Tại sao Chúa Giêsu ngài đến? Well, we of course know that he came to save each one of us. Tất nhiên, chúng ta đều biết là Chúa Giêsu ngài đến để cứu của tất cả chúng ta. To provide eternal life for us. Để cho chúng ta có sự sống đời đời. But the Bible also says this. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói thế này. That Jesus was manifested. Kingdom. That he might destroy the works of the devil. Đó là Chúa Giêsu nói rằng để rồi ngài sẽ được bày tỏ ra và ngài hủy phá mọi công việc của ma quỷ. In other words, when Jesus came. Nói cách khác khi mà Chúa Giêsu đến. He did not come just to die on the cross for our sins. Ngài không phải đến chỉ để chết trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta. While he's walking on the earth. Đang khi mà Chúa Giêsu vẫn còn sống bước đi trên đất này. He came to destroy the works of the enemy. Thì ngài đến để hủy phá công việc của ma quỷ. And he came to show his disciples. Và để bày tỏ để chỉ cho các môn đồ của mình. How this can be done as well? Cái cách làm thế nào để tất cả những việc này có thể được thực hiện? So for us. Cho nên đối với chúng ta. It's the same thing. Chúng ta cũng làm điều tương tự. We are also called to destroy the works of the enemy. Chúng ta cũng được Chúa mà kêu gọi để hủy phá công việc của ma quỷ. When you go out to share the good news. Khi chúng ta đi ra và chia sẻ tin mừng. Not everybody is without. Not everybody is without under the control of the enemy. Thì chúng ta phải hiểu rằng không phải ai cũng được tự do, không có bị ma quỷ kìm hãm đâu. Because many people worship other gods. Bởi vì chúng ta biết rằng có nhiều người họ thờ phượng những cái thần khác. And so they are under the control of these gods. Cho nên họ bị những cái thần đó kiểm soát. And they must be set free. Vậy nên họ cần phải được giải cứu, được tự do trước. Amen. Amen. They must be set free first. Họ cần phải được giải cứu cho được tự do trước. Of course, there are some people who do not believe in any gods at all. Tất nhiên cũng có những người mà vô thần, họ không tin vào bất cứ thần linh gì cả. But they are under the control of different things. Nhưng mà họ cũng bị kiểm soát, họ cũng bị cột trói bởi những điều khác nữa. Don't think that they are not under the control of the devil. Cho nên đừng có nghĩ là những người đó họ không có bị ma quỷ điều khiển kiểm soát đâu. Everybody worships other gods. Yeah. Bất cứ một ai mà thờ phượng bất kỳ một thần nào khác. Clearly under the control of these gods. Thì rõ ràng sẽ bị ở dưới sự điều khiển, sự cột trói của thần đó.
People who claim that they do not worship any gods. Còn những cái người mà tự nhận mình là người vô thần, không thờ phượng bất cứ thần linh gì cả. They are still under the control of the enemy. Thì họ vẫn ở dưới cái sự kiểm soát, sự điều khiển của ma quỷ. What do you think they are under the control of? Như vậy mọi người nghĩ những cái người mà xưng mình là vô thần, không tin các thần linh gì đó, thì họ ở dưới cái sự kiểm soát của cái gì ạ? What occupies the minds of the people out there in the world? Cái gì nó đang chiếm hữu cái tâm trí, cái suy nghĩ của những con người đang ở ngoài thế gian kia? Well, most of them think about money. Phần lớn con người ai cũng nghĩ về tiền bạc. Some think about power. Có người thì nghĩ về quyền lực. Some think about sex. Có người thì nghĩ về tình dục. But all these are under the control of the enemy. Tất cả những cái điều mà tôi vừa mới nói đây đều là dưới cái sự kiểm soát của kẻ thù mình. And so even though it may be they think that they are not under the control of other gods. Yeah. Cho nên những cái người này họ có thể nghĩ rằng họ không hề bị điều khiển hay là họ ở dưới bất cứ một cái thần linh nào cả. They're still under their control. Nhưng mà thật ra họ cũng đều đang bị kiểm soát, đều bị cột đói bởi một cái gì đó. And so they need to be set free from all of these things. Cho nên tất cả những cái người đó đều cần phải được giải cứu tự do khỏi những cái điều mà cột đói họ. So how do you do it? Và làm thế nào để chúng ta có thể khiến cho họ được tự do? First of all, they must understand that they are under the control of this of the enemy. Yeah. Đầu tiên nhất chúng ta còn phải hiểu rằng những người mà chúng ta đang làm chứng cho họ đều đang ở dưới cái sự kiểm soát, cái sự cột trói của kẻ thù. You know, what my former boss? Một trong những cái người sếp cũ của tôi. Came to Vietnam. Người đó đến Việt Nam. And then he bought some souvenirs. Yeah. Và họ mua một số cái đồ lưu niệm. Brought it home, brought to his home. Rồi đem cái đồ lưu niệm về nhà. And he noticed something strange happening. Rồi tự nhiên ông để thấy có cái gì đó rất là lạ diễn ra trong nhà mình. Every time he's in the night, every time his children will walk past this souvenir. Ông để là buổi tối mỗi khi mà con của mình nó đi ngang qua cái món đồ lưu niệm này. It will start crying. Thì thế là nó bắt đầu nó cũng khóc. Of course, daytime nothing happened. Tất nhiên ban ngày thì không có gì diễn ra hết. Only at night. Chỉ có buổi tối thôi. And then he couldn't understand why. Thế là cái người sếp cũ nó không hiểu tại sao như vậy. So he asked the elders of his church come. Thế là ông đã nhờ một cái trưởng lão ở trong hội thánh đến. And then as they prayed. Và đang khi mà cầu nguyện. The Lord showed them that there are spirits inside all these souvenirs. Thì Chúa ngài chỉ cho họ nhìn thấy rằng có những cái tà linh ở trong tất cả những cái món đồ lưu niệm này. So they took all these things away, smashed them. Thế là họ lấy hết tất cả những cái món đồ lưu niệm đi đập bể chúng. And there was no more problem with the children. Thì bây giờ mấy đứa nhỏ nó không khóc nữa. So something as innocent as a souvenir. Yeah. Cho nên chúng ta thấy một số cái điều mà người nó vô hại như là những cái món đồ lưu niệm thôi. May have a spirit in them. Yeah. Mà cũng có thể có những cái tà linh ở trong nó. Depending on who makes it. Tất nhiên nó tùy thuộc vào việc những cái người chế tác ra nó là ai. Sometimes when they make it. Đôi lúc khi mà người ta làm nó. They will call upon evil spirits to come into the souvenir. Họ sẽ mời những cái linh, những cái thần của họ để vào ở trong những cái món quà lưu niệm đó. So nowadays I don't buy any souvenir. Cho nên bây giờ gần như tôi không có mua đồ lưu niệm nữa. You never know why it's there. Bởi vì mình không biết được có cái gì trong đó hết. But what I'm trying to say is this is everywhere in the world. Nhưng mà điều mà tôi muốn nói đến ở đây đó là bất cứ nơi nào chúng ta đi trên thế giới này. But we have the power of the Holy Spirit. Thì chúng ta đều có quyền phép của Chúa Thánh Linh ở với mình. And when we see that these people are under the control of these things. Và khi chúng ta nhìn thấy những người ngoài đó họ đang ở dưới sự kiểm soát điều khiển của tất cả những cái linh này. In order for them to believe. Để mà chúng ta có thể nói về Chúa cho họ và để họ tin nhận Ngài. They must first be set free. Thì họ đầu tiên nhất cần phải được tự do khỏi những cái điều cột đói họ. They are not set free, they are not going to accept the gospel. Nếu như mà họ không được giải phóng tự do thì họ sẽ không thể nào chấp nhận, tiếp nhận được phúc âm của Chúa. So you got to break the control of the evil spirit over their lives. Cho nên chúng ta cần phải bẻ gãy tất cả những cái linh, những cái
điều gì đang kiểm soát đời sống của họ. Amen. Amen. I don't need to teach you how to do it. Tôi không cần phải dạy cho ông bà chị em làm cái điều này như thế nào đâu. I think in Vietnam there are many spirits running around. Tôi nghĩ ở Việt Nam thì có rất nhiều những cái tà linh chạy tới chạy lui lung tung khắp nơi rồi. Especially in the villages. Đặc biệt là trong các làng quê. So you must have encountered them many many times. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta đã đối diện với nó nhiều lần rồi. So I'm sure you have also been able to cast out all these evil spirits. Cho nên tôi biết chắc rằng mọi người đều có thể biết cách làm thế nào để đuổi đi những cái tà linh này. What I'm trying to tell you here. Nhưng mà điều mà tôi muốn nói với mọi người ở đây. Firstly, that evil spirits are everywhere. Đầu tiên đó là những cái tà linh đó luôn hiện diện khắp mọi nơi. Even though they may appear not to be there. Thậm chí ở những cái nơi mà mình nghĩ rằng nó rất là vô hại hay là không bao giờ nghĩ rằng tà linh có thể ở đó. And if you're sharing the gospel and you're not getting through. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nó ở đó, cho nên khi chúng ta đang giảng phúc âm thì sứ điệp phúc âm không thể nào đến được với người nghe. Then you need to ask yourself this question. Và những hoàn cảnh như vậy chúng ta bắt đầu phải đặt câu hỏi cho chính mình. Why are the people not accepting? Tại sao những người nghe sứ điệp phúc âm đó họ không muốn tiếp nhận Chúa? There must be a reason behind it. Chắc chắn phải có một cái lý do gì đó ở đằng sau. Amen. Amen. Now of course as Asians. Tất nhiên với tư cách là những người châu Á. You know, we are all quite used to all these things. Chúng ta khá là quen thuộc với tất cả về thế giới linh này. You know, in Chinese culture, there are plenty of the talk about evil spirits. Chúng ta thấy ví dụ như văn hóa của người Hoa, người Trung Quốc, họ có rất nhiều điều nói về những cái linh này nọ. But for the Westerner, this thing about evil spirits is not so prevalent in their lives. Nhưng mà với những cái người đến từ phương Tây á thì cái thế giới linh nó là một cái gì đó mà họ thường không tin lắm, hoặc là họ thấy nó không có thấy được cái ảnh hưởng của nó. You know, in their society they don't really talk about evil spirits. Ở trong cái cộng đồng, ở trong xã hội của người phương Tây, họ hiếm khi nào nói về những cái linh hay là những cái tà thần này cả. They only see it in their movies. Họ chỉ toàn thấy giống như linh hay là thần thánh rồi gì đó ở trong phim thôi. But actual experience not really. Nhưng mà thật ra họ hiếm khi nào có cái trải nghiệm về những cái thế giới linh. Until they come here. Cho đến khi mà họ đến châu Á. Amen. When whether they come to Asia or to Africa. Hoặc là họ đến châu Á hoặc họ đến châu Phi. Evil spirits are everywhere. Thì họ nhìn thấy những cái tà linh đó khắp mọi nơi. Evil spirit can be in the tree even. Những cái tà linh có thể tồn tại trên một cái cây. You put to the roadside. Hay là họ đi bên đường. You see people place little things in front of the tree. Họ thấy người ta đặt những cái thứ đồ nhỏ 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 xung quanh cái cây. It's because other people have been praying there. Đó là bởi vì mà họ thấy rằng họ có những người dân địa phương đó, họ cầu nguyện xung quanh cái cây đó. So that area may be under the control of some evil spirit. Cho nên có thể cái khu vực mà xung quanh cái cây đó nó ở dưới cái quyền kiểm soát của ma quỷ. Amen. Đúng không ạ? So when you share the gospel. Và nên khi chúng ta gieo giảng phúc âm. Please remember this. Xin hãy nhớ điều này. If it's not so easy to get the gospel through. Nếu như mà chúng ta thấy là nó khó để phúc âm của Chúa có thể được nhận lãnh. First of all, look for possible causes. Thì đầu tiên nhất hãy quan sát những cái lý do khả thi ở phía sau là gì. To defeat the enemy. Và để thắng hơn kẻ thù nghịch. The first step is prayer. Thì điều đầu tiên chúng ta phải làm là cầu nguyện. Amen. Amen. Obviously our lives must be right first. Tất nhiên rõ ràng thì cái việc quan trọng nhất là cuộc đời của chúng ta với Chúa nó phải ngay thẳng công chính trước mặt Chúa. If our lives are not right, we cannot do anything. We are powerless. Nếu như đời sống cơ đốc nhân của chúng ta không có ngay thẳng, không có đẹp lòng Chúa, thì chúng ta là những cơ đốc nhân mà chẳng có một cái uy quyền gì cả. Like in the Bible, you know. Giống như ở trong Kinh Thánh, như các bạn biết đó. This man tried to buy the power of the Holy Spirit. Thì có một cái người kia cũng đã cố gắng để mà cột trói cái tà linh nhờ vào quyền phép của Đức Thánh Linh. So he tried to cast out the evil spirit. Và cái người này cố gắng đuổi quỷ ra khỏi người khác. And evil spirit attack him. Nhưng mà những tà linh đã quay lại tấn công, đã đánh người này. Jesus, I know.
Và đã nói Chúa Giêsu ta biết. All I know. Phaolô ta biết. But who are you? Còn ngươi là ai chứ? Who are we? Chúng ta là ai? No, we are sons of God. Đó, tất nhiên chúng ta là con trai của Chúa. But our lives are not right. Chúng ta là con trai, con gái của Chúa, nhưng nếu cuộc đời của chúng ta nó không ngay thẳng, there's no way you can cut off evil spirit. Thì chúng ta không thể nào có thể đuổi quỷ được hết trơn á. Instead, the evil spirit will attack you. Và thay vào đó nó sẽ tấn công chúng ta. Amen. Amen. But the first step, as I said, is prayer. Nhưng giống như tôi đã nói, điều đầu tiên nhất khi mà chúng ta đuổi đi những tà linh đó là cầu nguyện. No matter how difficult it is, bất kể cái hoàn cảnh nó khó khăn như thế nào, we can break the power of enemy. Chúng ta đều có thể bẻ gãy cái quyền phép của ma quỷ. Through prayer. Qua lời cầu nguyện. When we pray. Và khi chúng ta cầu nguyện. God will act. Thì Chúa sẽ hành động. Amen. Amen. I'm not sure whether I told you this story. Tôi không chắc là hồi trước tới giờ tôi đã kể câu chuyện này nghe cho ông bạn chị nghe chưa? You know, in Africa. Mọi người biết không, ở tại châu Phi, many pastors were sent to this particular city. Có rất nhiều pastor, có rất nhiều mục sư được gọi đến một cái thành phố kia. Every time they go there, they fail. Nhưng mà bất cứ ông nào được sai đến đó đều thất bại hết. You know, they are sent there to try and start a church. Những mục sư được gọi đến đó để mà có thể mở hội thánh mới. But nobody succeeded. Nhưng mà không ai thành công hết. Finally, they told this young man. Cuối cùng họ nói với người thanh niên kia. Okay, we're going to send you. Bây giờ họ hỏi chúng tôi sẽ gửi anh đi đến thành phố đó. The young man said, okay. Thế là cái người thanh niên nói, dạ được. I will go. Tôi sẽ đi. But you don't send me until I finish praying. Nhưng mà đừng có gửi tôi đi sau trước, đừng có gửi tôi đi trước khi mà tôi cầu nguyện xong. And he prayed for many months. Và ông đã phải cầu nguyện trong suốt nhiều tháng. Not just 1 hour, 2 hours. Chứ không phải là cầu nguyện 1 tiếng, 2 tiếng thôi đâu. Pray for many months. Cái người thanh niên này đã cầu nguyện nhiều tháng. Finally, the Holy Spirit told him. Cuối cùng thì Chúa Thánh Linh đã nói với anh. Okay, you can go now. Bây giờ con có thể đi được rồi. So, after that, he went. Sau đó thì người thanh niên này đến cái thành phố đó. Very first day when he encountered the evil spirit. Và ngay cái ngày đầu tiên mà ông đến cái thành phố đó thì người thanh niên này đã nhìn, đã thấy, đã đối diện với cái tà linh rồi. The evil spirit that was controlling this city. Cái tà linh mà đang kiểm soát, đang điều khiển ở cái thành phố đó. He was told, get out of this place. Và giống như những tà linh đó nói với người thanh niên này là phải ra khỏi cái thành phố này đi. But he refused to go. Nhưng mà người thanh niên lại từ chối không có đi. There was a power encounter. Cho nên chúng ta thấy có một cái sự giống như xung đột giữa quyền lực ở đây. And finally, the Holy Spirit is more powerful. Nhưng mà chúng ta biết cuối cùng thì Chúa Thánh Linh ngài là đấng quyền năng hơn mà. Yeah. And obviously, he overcame that evil spirit. Và cái kết quả đó là cái người thanh niên này thắng hơn cái tà linh đó. But it was only because he prayed for many, many months. Nhưng mà cái điều này đã diễn ra đơn giản là bởi vì cái người thanh niên này đã cầu nguyện trước đó rất rất nhiều tháng rồi. Don't think that it's so easy to cut off the evil spirit. Đừng nghĩ rằng cái việc đuổi quỷ là điều dễ dàng. Some spirits are more stubborn than others. Một vài cái tà linh nó cứng cái đầu, cứng cổ lên là hơn hẳn những cái linh khác. One day a young man came to me. Một ngày kia thì có một cái người trẻ tuổi đến với tôi. He said, I know I got evil spirits in me. Dạ, và anh nói rằng con biết là con có cái tà linh ở trong mình. Can you help to cast these spirits out of me? Một sư có thể giúp con cầu nguyện sau đó để đuổi cái linh này ra khỏi con không? So I called a few people. Thế là tôi gọi một vài người đến cùng với tôi. And then we began to pray. Và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Guess what happened? Mọi người đoán chuyện gì diễn ra? One by one, the evil spirit came. Từng linh một, nó bắt đầu nó thể hiện ra. But after several hours, nhưng mà sau một vài tiếng đồng hồ, not all the evil spirits come out. Vẫn không phải là tất cả các linh đều xuất hiện hết. Still there's someone inside. Vẫn còn có những linh như là đó trong người thanh niên này. And in the meantime, the young boy was manifesting. Và cùng cái thời gian đó là cái người thanh niên đó bắt đầu những cái tà linh nó thể hiện rõ ràng bên ngoài. It's a big size fellow. Dạ,
Cái người thanh niên này rất là to con. It took six people to hold him down. Phải có tới 6 người mới có thể giữ được cái người thanh niên này xuống. So in the end, it's okay. The evil spirit has been in you for so many years. Yeah. Cho nên đôi lúc đó, chúng tôi nói, thế là chúng tôi nói thật anh, những cái tà linh này đã ở trong người thanh niên này quá lâu. Few more remain in you is okay. Nhiều lúc chúng tôi ngờ quá, chúng tôi nói là đuổi ra nhiều lắm rồi nhưng mà còn một vài người nữa cũng được không sao đấy. Còn một vài lần nữa còn ở trong ăn cũng sao ấy. We'll deal with it another time. Giờ mệt quá rồi cho nên là thôi để lần sau thôi chúng tôi sẽ đuổi tiếp. Next day was our usual prayer meeting. Thế là qua tới ngày hôm sau cũng là cái buổi mà hội thánh chúng tôi hay thường nhóm lại để cầu nguyện. Yeah, as I was leading the prayer meeting. Và đang khi mà tôi hướng dẫn cái buổi cầu nguyện đó. The Holy Spirit said, pray in tongues. Thế thì Chúa Thánh Linh nhắc tôi rằng hãy cầu nguyện trong tiếng mới. So we prayed in tongues. Thế là chúng tôi cầu nguyện trong tiếng mới. And we prayed for a long time. Và chúng tôi cầu nguyện rất lâu. Then the Spirit says, okay, now you can go in. Now you can go and pray for that young man. Và bây giờ thì Chúa Thánh Linh nhắc với chúng tôi rằng bây giờ chúng tôi có thể đi ra và cầu nguyện cho cái người thanh niên đó lại rồi. So I got somebody else to lead the prayer meeting. Thế là tôi để nhờ một người khác hướng dẫn cái buổi nhóm cầu nguyện. Brought the young man to another room. Rồi tôi đem cái người thanh niên đó vào cái phòng khác. You know the moment I prayed for him. Và các bạn biết không cái giây phút mà tôi cầu nguyện cho ảnh. All the evil spirits came out. Thì tất cả những cái tà linh nó ra. But the day before it was so difficult. Nhưng mà cái ngày hôm trước thật ra rất là khó khăn. Just imagine the power of the prayer and the Holy Spirit. Cho nên chúng ta hãy tưởng tượng, hãy nhìn thấy được quyền phép của lời cầu nguyện và của Chúa Thánh Linh. Amen. Amen. So I'm sure you have many, many similar stories. Tôi biết chắc là mọi người ở đây cũng có những rất nhiều những câu chuyện tương tự. And you realize that it is not our own strength. Và chúng ta nhận ra rằng tất cả những việc này chúng ta có thể làm được không phải là nhờ sức riêng của mình. Neither is it something that only we can do. Nó cũng không phải là những điều mà chỉ chúng ta mới có thể làm được. So when I did all of these things. Cho nên khi mà tôi làm tất cả những việc này. I always bring a few people with me. Tôi sẽ luôn dẫn thêm một số người đi cùng với tôi. So that they can see how it is done. Để rồi họ có thể nhìn thấy rằng cái việc đuổi quỷ phải làm như thế nào. And next time they can do it on their own. Để rồi lần tới họ có thể tự làm. Amen. Amen. This is something that you should do also. Đây cũng là điều mà các bạn nên tập theo. Raise up your disciples. Hãy dấy lên những cái môn đồ mới. So that they too can do the same thing. Để rồi chính họ cũng có thể làm điều chúng ta đã làm. Amen. Amen. Okay, the third area that we are looking at, and as far as the Holy Spirit is concerned. Yeah. Và cái lĩnh vực thứ ba mà chúng ta sẽ nói đến khi mà nói về Chúa Thánh Linh và cái công tác chức vụ. Is miracles. Là các phép lạ. Now miracles are something that we don't usually see in our lives. Phép lạ là điều mà chúng ta không thường xuyên có thể nhìn thấy trong cuộc đời mình. You know, back in Singapore. Các bạn biết không, ở tại Singapore. All these things that I'm telling you seldom happen in the church. Tất cả những gì mà tôi vừa chia sẻ với các bạn á, nó hiếm khi nào diễn ra trong hội thánh lắm. It's only in the mission field you see all these things. Chỉ có ở trong những cái cánh đồng truyền giáo mình mới có thể thấy được cái điều này. Perhaps it's because of the level of faith. Có thể là một phần đó là bởi vì cái mức độ đức tin. Your faith rises when you go into the mission field. Thường thì đức tin của chúng ta sẽ dấy lên mạnh mẽ hơn khi mà chúng ta ở trong cái công trường truyền giáo. The people you're ministering to, they cannot depend on anything else. Rồi những người mà chúng ta đang nói về Chúa cho đó, họ không có thể tìm bất cứ một cái nguồn lực nào khác để mà giúp đỡ hỗ trợ họ. Except for the power of God. Ngoại trừ quyền phép của Chúa. Nothing will happen. Rồi, cho nên là ngoại trừ quyền phép của Chúa thì chẳng có điều gì có thể diễn ra cả. So they believe. Đó là nguyên nhân tại sao mà họ có đức tin. So how do we experience miracles? Như vậy làm sao để chúng ta có thể có những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm? Well, obviously, as I said, it's not us. Rõ ràng giống như tôi đã nói, tất cả các bạn diễn ra không phải là vì cớ chúng ta. It's God working through us. Nhưng mà chính Đức Chúa Trời làm việc qua chúng ta. That miracles will happen. Bởi vậy cho nên mới có những phép lạ diễn ra. And if we do not know
Jesus well. Và nếu như chúng ta không biết rõ về Chúa Giêsu, it's not easy to believe that all these things are happening. Thì thật ra rất là khó để chúng ta có thể tin rằng tất cả những cái phép lạ, tất cả những cái dấu kỳ này có thể diễn ra. That God can work through us to bring about a miracle. Rất khó để chúng ta có thể tin rằng Chúa ngài có thể sử dụng chúng ta, làm việc qua chúng ta để thi hành phép lạ. Now, of course, some healings are miracles. Some healings are miracles. Tất nhiên, một vài cái sự chữa lành nó cũng là một phép lạ. But there are other situations in our lives where we can look at it and we know clearly it is a miracle. Yeah. Nhưng mà cũng có rất nhiều những cái lĩnh vực khác trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta trải nghiệm Chúa làm điều gì đó, chúng ta hiểu rõ ngay rằng, à, đây là phép lạ Chúa làm. So I told you I'm going to tell you this story about my friend. Giống như tôi kể với các bạn về cái câu chuyện người bạn của tôi. She was doing mission work in Congo. Thì cái người bạn này làm công tác truyền giáo ở tại quốc gia Congo ở trong Phi. Okay, Congo, and then there's a war going on between the government troops and the rebels. Yeah, và ở tại Congo thì nó có nội chiến giữa chính quyền và với những cái phiến quân. And every day their life is in danger. Vậy nên mỗi ngày người dân sống ở tại nơi đó đều gặp rất nhiều nguy hiểm. So one day they decided to go from their base camp to somewhere else to minister. Và một ngày kia thì cái nhóm của người bạn của tôi đã quyết định từ cái trung tâm, cái trại mà họ đã qua đó đến một cái nơi khác để họ truyền giáo. And then they decided, okay, on this day we will go, on this day we will come back. Yeah. Và họ lên cái lịch là mình sẽ đi vào ngày này và ngày kia mình sẽ quay trở lại như thế nào đó. And then the Lord told them. Nhưng mà sau đó Chúa nói với họ. Don't go on these days. Không có được đi vào ngày đó. And the Lord gave my friend a date, two dates, one to go and one to come back. Rồi sau đó Chúa cho bạn của tôi hai cái ngày khác, cái ngày mà họ nên đi và cái ngày họ trở lại khác. Now, of course, we may not understand why the Lord say all these things. Tất nhiên khi mà nhận lãnh cái điều đó thì chúng ta không hiểu được tại sao Chúa lại bảo chúng ta đổi ngày như vậy. But I want you to see the miracle that is happening here. Nhưng mà tôi muốn các bạn nhìn thấy phép lạ của Chúa diễn ra ở đây. They left on that particular day that the Lord said. Thế là họ quyết định rằng họ sẽ rời khỏi vào đúng cái ngày mà Chúa bảo họ đi. And as they went, they saw rebel troops in front of them. Và đang khi mà họ bắt đầu đi á, họ thấy những cái nhóm phiến quân, những cái nhóm quân nổi loạn đó ở trước mặt họ. And everywhere, every vehicle was being stopped by the rebel troops. Và tất cả những cái phương tiện giao thông ở bất cứ nơi đâu đều bị ngừng lại bởi vì có những cái phiến quân họ tránh được. So they didn't know what to do. Thế là họ không biết phải làm sao hết. Should they go or should they stop? Giờ họ không biết là họ nên tiếp tục đi tới cái thành phố kia hay là họ nên ngừng lại. Then the boss said, go. Nhưng mà sau đó Chúa bảo rằng họ phải tiếp tục đi. And they went nearer to the rebel troops. Thế là họ càng ngày càng tiến gần tới cái đội quân của những người nổi loạn đó. And then suddenly, out of nowhere, one truck came in front of them. Yeah. Nhưng mà ngay lúc đó đột nhiên không biết ở đâu đó xuất hiện một cái xe tải lớn chạy ngay trước đoàn xe của họ. And when the rebel troops saw the truck. Và khi mà nhóm phiến quân đó họ nhìn thấy cái xe tải. They made the truck through. Họ ra hiệu cho cái xe tải cứ chạy tiếp tục đi. We don't know what's inside, or who is driving the truck. Họ những cái người bạn của tôi hoàn toàn không biết là cái xe tải đó nó có cái chức năng gì hay là ai ở trong cái xe tải đó. But anyway, they asked the truck to go through. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái nhóm phiến quân cho phép cái xe tải đó chạy tiếp. And my friend was following right behind in the vehicle. Và trong cái xe của bạn tôi là chạy ngay sau đít của cái xe tải đó luôn. And when they saw the vehicle, they assumed it's part of the together with the truck. Và khi mà nhóm phiến quân nhìn thấy cái xe của bạn tôi á, thì nghĩ rằng nó là một nó giống như đi chung đoàn với cái xe tải. Wave them through also. Thế là họ cũng ra hiệu cho cái xe của bạn tôi cũng đi luôn. Don't know where the truck came from. Chúng tôi thật sự không, bạn tôi không biết cái xe tải đó tự nhiên đâu nó xuất hiện. After that, the truck disappeared. Sau đó cái xe tải tự nhiên nó cũng biến mất đâu luôn. Then on the way back. Và vào cái ngày mà bạn tôi quay trở lại. They went, came back and nothing happened. Thế mà họ quay trở về không có gì diễn ra hết. Then they heard the news. Thì sau đó những người bạn của tôi mới nghe cái tin tức. On the same road that they were traveling back on.
cũng cùng cái con đường mà họ đi ngược lại trên đường họ quay trở về đó. On the date that they originally agreed to travel back. Trong cái ngày mà ban đầu họ định là sẽ về vào ngày đó. The rebels stopped all the vehicles coming through. Thì vào cái ngày mà họ định mà sẽ quay trở về theo cái lệnh đầu ban đầu của họ thì phía quân họ chặn lại tất cả mọi xe cộ. And they killed everybody. Và họ giết sạch tất cả những người mà họ chặn lại trên xe trên đường đó. Just think of it. Thế nên chúng ta hãy tưởng tượng điều này. Simple miracle. Một cái phép lạ rất là đơn giản. Just obey the Lord. Chỉ việc bây giờ chúng ta tin vâng theo cái ngày Chúa bảo. And as the Holy Spirit guides us. Và đem khi mà Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. It's a simple thing like a date of when to move. Chúng ta thấy là chúng ta sẽ trải nghiệm được phép lạ đơn giản bằng việc là Chúa Ngài phải chúng ta đổi cái ngày thôi. Và chúng ta thấy có hai phép lạ diễn ra. Amen. Amen. Miracles happen. Những phép lạ diễn ra. Because we learn how to trust in the Holy Spirit. Là bởi vì chúng ta học cách làm thế nào để tin cậy nơi sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. And these miracles can affect any area of our life. Và những cái phép lạ này nó có thể ảnh hưởng trong bất cứ một cái lĩnh vực nào trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Amen. Well, in the Bible, we have many, many stories. Yeah. Trong Kinh Thánh thì chúng ta có rất nhiều những câu chuyện. Miracles happening. Nói về những phép lạ diễn ra như thế nào. We have story about Philip, the deacon. Yeah. Chúng ta có câu chuyện về Philip thì. Philip là người ở đâu đó mà con quên. Philip là Deacon. Dạ. Deacon. Deacon. I forgot it in Vietnamese. Oh, okay. Never mind. Okay. Philip. Yeah. Philip, okay. Philip who met the Ethiopian eunuch. Dạ. Ông Philip là người mà gặp cái người hoàng quan ở Ethiopia. Okay. God miraculously transported him from one place to another. Chúng ta thấy rằng Chúa bằng cái phép lạ siêu nhiên của Ngài dịch chuyển Philip từ chỗ này sang chỗ kia. And then after he finished his job of baptizing the eunuch, God brought him to another place. Yeah. Rồi sau khi mà ông làm báp têm cho cái người hoàng quan xong đó, Chúa một cách siêu nhiên là di chuyển ông đi đến một cái chỗ khác rất là xa. No need aeroplane. Không cần phải đi máy bay. Don't need vehicle. Không cần phải có xe chở. Miraculously from one place to another. Nhưng mà một cách siêu nhiên Chúa di chuyển ông từ nơi này đến một nơi khác rất là xa. Amen. Amen. Yeah. You read the Bible is full of miracles. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy đầy những câu chuyện về phép lạ. There's a story of Jesus and the disciples. Chúng ta thấy cũng có câu chuyện về Chúa Giêsu và các môn đồ của mình. And how Jesus told the disciples to cast the nets over the side of the boat. Yeah. Chúng ta thấy Chúa Giêsu bảo các môn đồ rằng hãy quăng cái lưới ra phía bên mạn thuyền. And even though they fished the whole night and caught nothing. Và dầu các môn đồ của Chúa cả đêm đã đánh bắt cá rồi mà chẳng bắt được con nào. When they obeyed Jesus. Nhưng khi họ vâng theo lời Chúa Giêsu. Immediately. Thì ngay lập tức. The nets were so full they cannot pull it up. Thì cái lưới của họ đầy dây cá nhiều đến độ họ không thể kéo nó nổi. And they had to call another boat to come and help them to pull up the catch. Và họ phải nhờ thêm một cái con thuyền, cái tàu, con thuyền nhỏ khác để mà đến và kéo lưới lên. Our God is a miracle working God. Cho nên Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. Amen. 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 All things that we take for granted. Tất cả những điều mà chúng ta rất là xem nhẹ nó. The Lord can do. Những cái điều mà mình nghĩ rất là nhỏ nhặt bình thường đó, Chúa đều có thể làm những phép lạ qua nó. One day a pastor was driving in China. Một ngày kia thì có một mục sư đang chạy xe ở tại Trung Quốc. And then ran out of petrol. Và lúc đó thì hết xăng. Look around, no car passing by. Bây giờ ông ngó tới ngó lui không thấy cái xe hơi nào chạy qua cả. No petrol station nearby. Không có cái trạm xăng dầu gần đó. So what to do? Vậy giờ biết sao? It's up in the mountains. Bây giờ đang chạy xe trên núi mà. Oh, you got a long walk ahead of you.
Chẳng lẽ hỏi bây giờ ông bỏ xe đó đi bộ thì đi bộ dài lắm luôn, lâu lắm. So he decided to pray. Thế là hết cách ông phải cầu nguyện. Ông quyết định cầu nguyện. He laid hands on the vehicle. Ông đặt tay lên cái xe. And guess what? Và mọi người đoán thử xem. He managed to drive the vehicle with no petrol in it. Oh, ông đã chạy chiếc xe mà không có xăng mà ông chạy tới cái điểm không. It's much like the story of Pastor Dirk and myself in Cambodia. Nó chắc là giống như câu chuyện của một sư Đức và tôi ở tại Campuchia. When we were in Cambodia, we were on this boat that had no petrol. Khi mà chúng tôi ở tại Campuchia, chúng tôi ở trên cái con tàu đó và tàu đó nó hết dầu. And then, you know, we were drifting out into the sea. Rồi các bạn biết không, lúc đó là giống như là con tàu đó đang giống như là lên trên biển vậy đó, đang kéo vào trong biển rồi. As we prayed, something happened. Thế là khi chúng tôi cầu nguyện thì đã có một việc gì đó diễn ra. A miracle. Một phép lạ diễn ra. The boat started to move with no petrol in it. Con tàu đó bắt đầu di chuyển mà không cần phải có dầu nội gì trong đó. Amen. Amen. So imagine. Thế nên các bạn hãy tưởng tượng. If you go around ministering. Nếu như chúng ta đi ra và đi làm công việc của Chúa. And all these signs follow you. Và tất cả những cái dấu kỳ phép lạ này kèm theo chúng ta. Whether it is healing. Những cái phép lạ này hoặc có thể là sự chữa lành. Whether it's casting out of evil spirits. Hay là đuổi quỷ. Whether it is miracles. Hay là phép lạ. Jesus himself says. Thì chính Chúa Giêsu ngài đã nói. All these signs will follow you. Những cái dấu kỳ phép lạ này sẽ cặp theo ngươi. Amen. Amen. If you are going out and you don't see anything of this happening. Nếu như chúng ta đi ra làm công việc Chúa mà chúng ta không thấy tất cả những cái dấu kỳ phép lạ hay những điều này diễn ra. Then it's time to seek the Lord. Thì tôi nghĩ rằng tới lúc chúng ta cần phải ngồi xuống và tìm kiếm Chúa rồi. Ask him why. Hỏi Chúa tại sao vậy Chúa ơi? Why is it not happening in your ministry? Tại sao những dấu kỳ phép lạ, tại sao những cái dấu hiệu này nó không diễn ra ở trong công tác chức vụ của con? Is there something wrong with you? Con có cái gì sai không? Do you need to repent of something? Con có cần phải ăn năn cái điều gì không? Otherwise. Chứ nếu không á. The Bible is very clear on this. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói điều này rất rõ. All these signs will follow you. Rằng những dấu kỳ phép lạ này sẽ cặp theo ngươi. Amen. Amen. All you need to do is rely on the Holy Spirit. Cho nên tất cả những gì chúng ta cần phải làm đó là nương dựa vào nơi Chúa Thánh Linh. Amen. Amen. One final thing. Điểm cuối cùng. Bible also talks about protection. Kinh Thánh cũng nói về sự bảo vệ. And I want you to be clear that you need not be afraid. Tôi muốn nói điều này để các bạn phải biết rõ và các bạn sẽ không còn sợ hãi nữa. When you go out and minister. Khi chúng ta đi ra và hầu việc Chúa. A lot, you will find a lot of opposition. Chúng ta sẽ phải đối diện với rất nhiều sự chống đối. Many times the evil spirits will come and try and cause harm to you. Rất nhiều lần ma quỷ nó sẽ đến để mà nó tạo ra những cái hoàn cảnh để mà nó hãm hại chúng ta. But there is nothing to fear. Nhưng mà chúng ta không cần phải sợ hãi gì cả. Example I gave you in the scriptures. Giống như những cái ví dụ tôi đã chia sẻ với các bạn trong Kinh Thánh. Apostle Paul. Về sứ đồ Phao-lô. Went to the island of Malta. Khi mà ông đến đảo Malta. The snake bit him. Cái con rắn nó cắn ông. But nothing happened. Nhưng mà không có điều gì có làm tổn hại ông được hết. Poisonous thing. Đó là con rắn độc. So the people there were expecting him to die. Cho nên khi mà người dân trên đảo thấy ông bị rắn cắn là coi như họ đợi xem ông chết. But nothing happened. Nhưng mà ông vẫn sống sờ sờ ra. And so because of that. Và bởi vì cớ đó. They believe. Oh, this apostle Paul must be a god. Thì họ tin, họ nghĩ rằng ông Phao-lô này hẳn là chắc là một vị thần nào đó. This was an opportunity for the Apostle Paul. Và đây là cái cơ hội mà sứ đồ Phao-lô nắm lấy. To share the gospel. Để chia sẻ về phúc âm cho họ. Amen. Amen. Okay, let me tell you one final story as we close. Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện khác nữa trước khi chúng ta kết thúc. This has happened again in Africa. Câu chuyện này diễn ra một lần nữa cũng ở tại Châu Phi. There's this group of people. Có một cái nhóm người này.
went around trying to evangelize. À, họ đi ra, họ cố gắng truyền giáo. And then one night they settled in a certain area. Và một ngày kia thì họ và một cái buổi tối kia thì họ quyết định là họ sẽ nghỉ đêm tại cái làng nọ. And then the tribal people came. Và lúc đó thì những cái người ở bộ tộc đến. And wanted to kill them. Và muốn giết họ đi. So the people, the evangelists all look at the tribal people. Và những cái người truyền giáo này bây giờ họ nhìn vào những cái người sắp đọc, những cái người thiểu số ở tại đó. Waiting for them to attack. Họ chờ đợi, họ giống như là họ nghĩ là mấy cái người người sắp đọc đó sẽ tấn công họ. But nothing happened. Nhưng mà không có điều gì diễn ra hết. They just look and then after a while they left. Tự nhiên những cái người ở các bộ lạc đó họ chỉ đến định nó không đó và cuối cùng họ đứng ở ngoài họ ngó rồi sau đó sau khi ngó thời gian họ đi. So among this group there were some doctors. Và giữa bọn cái nhóm này thì có một cái người bác sĩ. So several months later. Một vài tháng sau. The tribal chief came to the hospital. Thì cái người trưởng tộc đó. Happened to meet the doctor they were trying to attack. Yeah. Phải đi bệnh viện và cuối cùng thì gặp cái ông bác sĩ mà lúc ban đầu ở trong cái nhóm người mà cái bộ tộc đó định tấn công họ. And then after receiving treatment. Yeah. Và khi mà thấy ông rồi sau khi mà nhận sau khi được chữa bệnh rồi xong rồi. The tribal chief asked, who are these people that were with you? Yeah. Thế thì cái người trưởng tộc đó mới hỏi cái người bác sĩ ở trong cái nhóm truyền giáo rằng, những người mà ở cùng với mọi người lúc bấy giờ là ai vậy? Nobody with us. We are just this group only. Yeah. Thế là cái người bác sĩ này mới nói, ủa lúc đó có ai đâu thì chỉ có cái nhóm người của chúng tôi đứng đó thôi. Well, the tribal chief says, you know we tried to attack and kill you. Nhưng mà cái người trưởng tộc nói không, lúc đó là chúng tôi đã đến là định tấn công và định giết mọi người rồi đó. But we saw all these people surrounding you. Nhưng mà chúng tôi thấy có rất nhiều người đang đứng vòng quanh xoay che cho mọi người. So we could not attack. Cho nên chúng tôi không dám tấn công. So the doctors all couldn't understand. Hey, who is it because? Cho nên các ông bác sĩ ông không thể nào nghĩ ra được mấy cái người mà mấy cái che chở họ mà cái ông trưởng tộc này đang nói là ai. Then later on they went to a prayer meeting. Sau đó thì họ những cái người mà đi truyền giáo đó gặp nhau ở trong một buổi nhóm cầu nguyện. And they discovered that at the time that they were supposed to be attacked. Thì họ phát hiện ra rằng vào cái thời điểm mà họ lẽ ra sẽ bị cái bộ lạc này tấn công á. These people were praying for them. Thì những anh chị em trong cái buổi cầu nguyện này đó đang cầu nguyện cho họ. Who appeared? Và ai hiện ra lúc đó ạ? It's the angels. Rõ ràng là thiên sứ của Chúa là hiện ra. The angels appeared to protect this group of people. Các thiên sứ của Chúa đã hiện ra để bảo vệ nhóm anh em truyền giáo này. If you do the work of the Lord, cho nên nếu chúng ta làm công việc của Chúa, there is no need to be afraid. Thì không cần, chúng ta không cần phải sợ hãi gì cả. Even if you die in the process, thậm chí nếu chúng ta có bỏ mạng, chúng ta chết ở trong lúc đó. Well, the Lord has other plans for you. Yeah. Cũng đừng có lo lắng gì cả, bởi vì rõ ràng Chúa có một chương trình kế hoạch khác cho chúng ta rồi. You just go to heaven a bit quicker, that's all. Chẳng qua là chúng ta sẽ được về nhà với Chúa trên thiên đàng sớm hơn xíu thôi. Đúng không ạ? Amen. So nothing to be afraid of. Cho nên chẳng có gì khiến chúng ta phải sợ hãi cả. Remember, you have the power of the age to come. Hãy nhớ chúng ta có quyền phép của đời sau ở với chúng ta. When heaven is present, khi mà thiên đàng của Chúa hiện diện ở trên đó, these things are available to you. Thì tất cả những điều mà tôi vừa chia sẻ, những dấu quyền phép lạ, những sự bày tỏ của Đức Thánh Linh sẽ được dành sẵn cho chúng ta. Where is heaven present? Và bất cứ nơi nào mà thiên đàng của Chúa hiện diện, when the Holy Spirit is present, right? Thì chắc chắn Đức Thánh Linh cũng hiện diện tại đó, đúng không ạ? Where is the Holy Spirit? Và nơi nào mà Chúa Thánh Linh ở đó? Holy Spirit is in you. Yeah. Mọi người nghĩ Chúa Thánh Linh ở đâu ạ? Chúa Thánh Linh ở ngay trong chính chúng ta. And if you allow the Holy Spirit to do the work. Và nếu chúng ta cho phép Chúa Thánh Linh làm công tác của Ngài. All these things will happen in your ministry. Thì tất cả những việc này sẽ diễn ra trong cái chức vụ của chúng ta. Amen. Amen. That's why when we talk about
doing missions to unreach people group. Đó là nguyên nhân tại sao khi tôi chia sẻ về việc truyền giáo cho những nhóm người chưa được chứng đạo. It's going to be difficult. Nó chắc chắn là một công việc khó khăn. But when we do it in the strength of the Lord. Nhưng mà nếu chúng ta làm nó trong sức lực mà Chúa cho ban cho. We can overcome the difficulties. Thì chúng ta có thể thắng được tất cả những sự khó khăn. Amen. Amen. Okay, we can close now. Chúng ta có thể kết thúc ở đây. Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp đẹp.